Em Đồng Thiệp xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Bên cạnh em là chị Hoàng Dung ạ. Rồi, em Hoàng Dung xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em buổi chiều ngày hôm nay. Rất là nhiều những cái dòng xe mà bên em cũng vừa mới về. Anh em nào mà quan tâm, mọi người xem sau hoặc mọi người đang vào live stream, cho hai chị em MC một lút chia sẻ để động viên tinh thần hai chị em cùng giới thiệu những dòng sản phẩm đang có mặt tại nhà em luôn mọi người nhá. Có những chiếc Way A giá bây giờ anh em có thể kết nối giúp em rất hợp lý, hơn 11 triệu cho những chiếc Way A 2018. Hay là một chiếc Future 1 bản sinh nhân vàng. Hàng máy zin, đồ zin xe đẹp. Đấy, bác nào đang có nhu cầu sưu tập những chiếc Future 1 đẹp thì có thể đến với chiếc em sắp ra mắt đây nhá. Vâng, một chiếc click cho anh em nhỏ nhỏ xinh xinh, chị em nhỏ nhỏ xinh xinh. Đem dối, đời xót rồi. Màu đỏ, biển Hà Nội, rất hợp lý, tầm tiền dưới 10 triệu ạ. Phía xa là những chiếc Way đi ăn đi làm. Các bác nào đang thích những cái mẫu GS phanh đĩa mà gọi là mặt nạ chồng đấy, nhiều bác gọi là mặt nạ chồng đấy, thì có thể cân đối cái mẫu này. Tuy hình hài nó có thể xây xước máy chạm nhưng mà chất giá tiền hợp lý, đúng không ạ? Phía bên cạnh là một chiếc Liberty màu đồng, vàng đồng da lươn, màu cũng khá là độc lạ, kén khách một chút nhưng giá thành lại hợp lý, bản có phun xăng điện tử được ạ. Vâng. Phía xa liên tục những sản phẩm sẽ ra để các anh em có nhu cầu. Những chiếc Vision siêu lướt từ là bản gọi là bản tiêu chuẩn, đúng không ạ? Phía xa em có bản cá tính. Đấy, bên cạnh là những chiếc LED 5 lan có đầy đủ để phục vụ các anh em có nhu cầu. Trong nhà 52, 62 và 64 vẫn còn gần 1.000 đầu xe để các anh chị em có nhu cầu có thể cân đối lựa chọn những sản phẩm mình cần, mình thích. Báo lên đây để em và chị Dung biết, báo Đức đưa ra để phục vụ tất cả các anh chị em nhé. Cũng mong các anh chị em đang có mặt trên cả hai fanpage và tất cả các nền tảng có thể chia sẻ inbox giúp cho bên xe máy Hoàng Kiên em được nhiều các khách hàng biết đến những sản phẩm em nghĩ là hot, rất phù hợp trong những cái giai đoạn này, đúng không ạ? Rồi, xin chào, cảm ơn rất nhiều các anh chị em đang bắt đầu theo dõi và có những nút chia sẻ đầu tiên rồi. Liberty giá bao nhiêu? Anh Đinh, Dinh, có luôn cái giá đấy anh ạ. Vâng, anh đợi em một chút nhá. Hàng 2, em sẽ lên cái chiếc hàng 1 này ngay đầu tiên đã. Đợi một chút thôi là em sẽ có cái giá chiếc Liberty cho anh. Chiếc Future 1, hàng Future 1, hàng máy zin. Đấy, cái câu đầu tiên nhấn mạnh để anh em có nhu cầu đó là máy zin. Máy này của anh quên giới thiệu nhá. Giám đốc Hoàng Kiên sẽ luôn luôn đồng hành cùng tất cả các anh em trong suốt các buổi live. Vâng. Chào anh em nhá, mình đang lên quay để mua xe nhá. Đúng rồi. Ngày live một buổi thôi. Rồi, cảm ơn anh em. Có những câu hỏi gì, có những cần thắc mắc hoặc liên hệ, giám đốc sẽ trả lời liên tục trong buổi live. Đấy. Còn em và chị Dung sẽ lên giới thiệu các sản phẩm sẵn có bên xe máy Hoàng Kiên em ạ. Future 1, anh em nào có nhu cầu Future 1 có thể lên đây được không ạ? Chưa có. Rồi, Future 1 màu xanh, máy zin sinh nhan vàng, hàng 2001, đúng không ạ? Một chiếc... nói là zin tất thì không dám nhận, nhưng mà quan trọng nhất là cái máy zin, đồ còn đều và rất đẹp, những cái chi tiết nhựa zin, nhựa đẹp, nhũ có một chút vành càng thôi. Đấy. Rồi, một chiếc Future 1 đời đầu anh em nhé, đời 2001, 29M. Biển đúng đời đúng biển luôn. 8416. Đúng đời đúng biển các bác ạ, nhựa nhá. Vấn đề là cái nhựa nó đi zin nó đẹp, nhìn rất đều mắt luôn. Đúng không? Các bác nhìn cái vết xước này, những cái chi tiết xước nhỏ. Đấy, hàng tem vẫn còn, chủ còn dán cả ly lông lên trên chốc nữa cơ các bác ạ. Đấy, rất cẩn thận. Có đôi càng thôi, chủ đầu tư đôi càng là bắn tỉa. Đấy, gọi là tỉa sơn lại đây. Được rồi anh ơi. Được rồi anh ạ. Vành Gosi, các bác có thể theo dõi chi tiết cái linh kiện vành Gosi. Chân an đẹp. Vành Gosi chân an đẹp. Đấy. Đây cái chi tiết nhựa này các bác nhìn này. Đấy, nó bong chóc một chút. Thế là nhìn thấy thịt ngay, sơn di luôn để các bác có thể yên tâm, nhưng mà chủ đã dán ni lông cẩn thận lại rồi. Chắc là sau một lần xước thấy sót nên là dán lại ni lông, đè qua cái chỗ xước rồi nhá. Dán lại ni lông rồi, được chưa? Tem zin luôn, các bác có thể tem zin luôn, dán ni lông qua cả tem. Nhựa zin, được chưa? Nhũ thì em vừa giao trao đổi rồi, càng có bắn. Con máy là zin. Đời gioăng xanh chuẩn nét, đầu bò ốc vàng ươm. Đúng không ạ? Ra máy. Ra máy này các bác nhìn này. Rôm rôm một chút. Nó mang cá. Hộp xích có phay cơ. Hộp xích này thì phải nói là vào luôn hộp xích mới rồi. Đấy. Hộp xích là vào Mười mới. Thái mười anh, chân vẫn còn. Mười Thái em đang không còn rồi anh Phạm Trung ơi. Tem vẫn zin, nhựa sinh nhan. Nhựa zin, nhựa xịn, xưa sơn thì các bác nhìn rất đẹp đúng không? Biển luôn nhá, được cái biển đúng đời đúng biển 201 sinh nhan vàng.
Đúng. Tem đấy, đây những cái nét đẹp nữa các bác nhìn. May không? Đúng rồi, chân là này vừa mới mua về chiều hôm nay. NF110 Goxi. Anh Minh có anh ơi. Fit nhựa zin. Vâng. Ra máy bên này cũng là zin, có cái nắp bưởng côn là thay nắp bưởng mới thôi nhá. Ừ. Đồ sần đúng không ạ? Độ khít và đồ sần nhựa. Chiếc này ấn tượng đầu tiên đó là cái nhựa zin rất đẹp. Chủ rồi. Dán ni lông cũng rất cẩn thận rồi. Đấy. Sau đấy là cái máy ơ trước, máy ơ sau, vành nan. Đấy, trục giật đều đạt hết. Duy không chỉ có cái hộp xích những cái càng trước là có sơn và vào mới để nhìn nó đều, chắc là nó cũng có cái sự zoom nhất định, đúng không ạ? Future 1, Future 1 2001 nha anh em nhá. Một chiếc Future, anh em đã lên quả pha kính, quả hai mắt anh em ạ. Đèn siêu sáng, siêu siêu sáng cho anh em. Nhiều bác trung tuổi, những bác có những cái năm tháng gắn liền với những chiếc Future 1 thì em thấy rất hay chọn những mẫu này, đi nó thoát xe. Đấy, đặc biệt là những cái đời xi nhan vàng hay là đầu máy ET về trước là các bác thích rất nhiều. Đấy. Đơn giản là vì máy những chiếc Future này hay gọi. Nên là kiên chưa khai báo nội dung đúng không? Đấy, rất ưng ý, bác nào có nhu cầu 22.500.000 cho một chiếc Future 1, hàng máy zin, sơn nhựa zin, nhũ có bắn tỉa hai càng trước, hộp xích các bác nhé. Đấy. Đây cả nắp bình xăng để các bác có thể tiện trong việc xem. Lỗi gì không vào được. Zin hết này, các bác nhìn này. Đấy, nắp bình xăng này. Đấy, được chưa? Sơn này, rất đều và đẹp. Đấy. Các cái em nào thích quan tâm một chiếc xe Future 1 đời đầu thì anh em thử cân đối cho em con này và tham khảo cho em con này xem có ok không mọi người nhé. Màu xanh nhớt. Đấy, bản Future 1. Anh đỗ cạnh chùa rồi. Anh à. Anh đấy là đầu chùa chỗ em. Anh vâng. Một vài anh có comment. Vâng, anh Phạm Trung có con quay thái nào không? Em đang không còn quay thái. Khách hàng, đấy. Đang rồi. Các khách hàng chắc là từ xa nên là dùng phương tiện ô tô đến vâng. Trực tiếp em chào các anh ạ. Tham khảo xe. Anh đến tham khảo xe. Anh Đỗ Tiến, xe Dream 55 triệu còn không? Có khách cọc rồi anh Đỗ Tiến ạ. Vâng, AB tầm hơn chục có nhiều anh ạ. AB tầm hơn chục em còn anh nhá. Quay không giấy tờ, không giấy tờ thì không phải là quay mà tất cả các xe em không có anh ạ. Vì nhà em bán là có giấy tờ. Xe này bao nhiêu anh Xuân Trường hỏi, xe này là bao nhiêu tiền? 22.500.000 anh ơi. Vâng. Hàng nó là sơn zin máy zin, máy nổ chắc nịch luôn. Sơn zin máy zin anh em nhé, 22.500.000 một chiếc xe 2001. Tỉa thì là chỉ có nhũ hai cái càng cộng với da máy em tả rồi. Đây các bác nhìn này. Ni lông vẫn dán anh em ạ. Còn chân nan này. Các bác nhìn này đúng không ạ? Đấy, vành Goxi chỉ rồi. Hàng đều cứng cáp đẹp, phù hợp cho bác nào đang có những cái sở thích, có những cái nhu cầu về những dòng phiêu gọi là phiêu đẹp, đều đấy, đều và đẹp các bác nhé. Rồi ok anh em 22.500.000 mọi người nhá. Em Liberty được không? 37 đâu có 4 anh vừa hỏi Liberty. Anh Tuấn đi, anh chưa khai báo được đúng. Có Liberty luôn, bản phun xăng điện tử, tiết kiệm xăng rồi. Xe của Piaggio, những cái dòng xe sang chảnh, độ đẹp là luôn luôn có ở những sản phẩm của Piaggio, từ LX cho đến Piaggio Liberty. Hôm nay bên em có mua một chiếc Maclay, anh em nào từng hỏi Maclay bên em có thể liên hệ. Xe này đang bóc ni lông dọn, chắc là phải sáng mai em mới lên để hình cơ. Đấy. Hàng Maclay của Piaggio, những hàng xe đẹp mà giá thành nhé, quan trọng nhất các anh chị em ạ. Giá thành những chiếc xe Piaggio lúc mới rất đắt, bây giờ các anh em mua lại toàn hợp lý, phải nói là cực kỳ hợp lý. Đấy. Trên dưới 10 triệu đã có những sản phẩm Piaggio có phun xăng điện tử rồi. Đấy. Hàng 2011 bản màu đồng da lươn, biển Hà Nội. Đấy. Tem này có lên này, nhưng mà sơn này các bác nhìn này, cái nước sơn zin vẫn còn, dán lên bộ tem thôi. Xi nhan này. Vâng, một chiếc Liberty màu da lươn anh em nhé, màu đồng vàng đồng đấy ạ, 125 bản IE, xe Việt Nam, biển 29G100534 anh em nhé. Những cái dòng xe này là xe thời trang của Piaggio. Đấy, anh em quan tâm những dòng này thì dành cho các chị em cũng được, anh em cũng được. 10 đấy. Triệu thôi các bác ạ, 10 thì... triệu thôi. Mua mới thì thật sự là gần giá 60, rất là đăng ký xong là hơn 60. Đấy, có những cái nước sơn zin các bác nhìn thấy này. Cũng có thể trao đổi luôn nhá, vì cái màu sơn zin nên bọn em để lại nguyên bản. Nhưng cái màu này đăng ký nó là màu vàng nên các bác có thể chuyển đổi sang những cái màu các bác thích rất nhiều, như vàng cam, màu rất nổi trong dòng Piaggio.
Sovereign hay là những dòng Liberty cam rất nổi, rất hot. Các bác có thể sơn theo màu các bác thích đấy, hoặc dán theo các màu các bác thích. Còn bên em để mộc sơn nên là giá thành nó không có cái tiền sơn vào, nó rất hợp lý. Chính xác là có 10 triệu cho công nghệ là công nghệ phun xăng. Anh có thể đưa lên cái mặt đằng trước này để các anh em có thể tiện. Đây các bác có thể xem. Phun bằng chế EPI điện tử mà có 10 triệu viền inox còn zin, được chưa? Đấy, đồ sân này vẫn theo xe, yên này vẫn là yên zin được. Đồ sân đẹp đều. Sơn cũng là sơn zin, tem có thay, inox còn nguyên bản, biển được biển Hà Nội. Đấy, một chiếc Piaggio đồ zin vẫn còn rất nhiều. Những đồ vào mới như là lốp, được không? Ngon lành hết rồi. Đấy, tem thì thôi nó lên nó sáng cho nó đẹp. Còn lại thì cũng chỉ là tự tay nhà làm, nhưng những nước đánh bóng dọn dẹp lên để phục vụ các anh chị em làm sao có một chiếc xe thời trang nhìn nó vừa mắt mà giá thành nó không bị cộng quá cao. Chính xác là có 10 triệu thôi, cả dọn luôn cho các anh chị em có nhu cầu với những chiếc Liberty này ạ. Đây. Rồi, Liberty có 10 triệu đồng nữa mọi người nhé, màu da lươn. Vâng, Minh Quang MC, em chào shop Hoàng Kiên. Mình có SH29 150 CPS, nốt còn cả đôi, hình đẹp không xước, được tàm bao nhiêu, biển Hà Nội chính chủ. Anh Minh Quang MC, anh chính chủ tên anh hả anh? Vâng. Anh gửi cho em mấy chiếc hình ảnh anh nhá, chắc là anh cũng có những số điện thoại bên em rồi. Anh Minh Quang MC là khách cũng quen của bên em. Anh Hưng Đỗ Văn. Cho xem SH màu xi măng gần như mới. Hiện tại thì em còn Vision màu xi măng thôi, SH màu xi măng thì em lại không còn. Anh Hưng Đỗ nhá. Vâng. Anh ơi cho em xem lại con xe F. Cảm ơn mua hàng nhá. Cái future có giảm được không anh? 22.500. 22.500 gọi là ra lộc một xíu để lấy may thôi anh em nhá. Em quay những cái dòng xe mà vâng, những cái dòng xe bên em đã là những cái dòng mà giá đã cân bằng tốt nhất có thể rồi. Vâng, anh Liberty 10 triệu em ơi. Nhiều 10 triệu. Vâng, anh Hữu Hoan. Xin chào hai chị em và xe máy Hoàng Kiên đang theo dõi. Cảm ơn anh Hữu Hoan nhá. Anh chia sẻ giúp em. Đây có anh hỏi rồi. Anh Bùi Quỳnh hỏi S còn không? Còn luôn, em lên luôn giờ S anh nhá. Đấy. Các bác cứ hỏi là em vẫn lên, cứ hỏi là em cứ lên. Đi ăn đi làm kiếm tiền về. Được cái là cái bản mặt nạ chồng này, em mặt và cái đồng hồ xanh này. Nhiều bác hay chơi giờ S sẽ không lạ gì với cái mẫu giờ S này. Có những chiếc thật sự là người nhà em còn đang săn tìm ở những cái phân khúc giá 17, 18. Anh 10 ở họ chợ là hay bán. Có những chiếc 18, 19 cũng vẫn có những anh em đặt và mua. Đấy các bác thấy không ạ? Với những chiếc giờ S đẹp, nó có giá ấn tượng, thật sự là ấn tượng. Còn chiếc này thì gọi là thường thường hay là gọi là xoạt xoạt thôi. Đấy chân nan thì nó dỉ. Rồi, cô chờ cháu một tí thì cháu giới thiệu luôn, cô nghe cháu giới thiệu luôn cô nhé. Đang có spa lại một chút nhưng cái nước sơn nhựa là vẫn còn. Đấy, được cái là gì? Được nó là thứ nhất nó là dòng máy 100, tầm tiền hợp lý phải chăng? Sơn tem lâu 5 tháng rồi. Nó cũng gọi là cứng cứng thôi. Đồ nhũ là được đều. Đây các bác có thể xem những cái hộp xích hay chân nan Meyer đúng không ạ? Vâng, đời này thì nó là mặt đời mặt nạ chồng, cũng là cái đời mà rất là nhiều anh chị em thích và dòng dành cho chở hàng mọi người nhé. Con này thì biển 18B90993 cho em xin một vòng. Nhiều anh em rất là họ thích và hỏi những cái dòng này. Đấy em sẽ nổ máy cho anh em, dưng dòng này máy đi thì ngon rồi. Đúng rồi, máy 100. Đấy, đi 100. Ăn đi làm kiếm tiền về. Sản phẩm này các anh chị em kiếm tiền về rất hợp lý vì nó tiết kiệm nhiên liệu, đồ đạc thay nó rẻ, chạy nó cũng rất là nó gọi là có tiếng nổ, nó ấm, nó đầm, nó chắc. 8.800.000. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ chốt cho em. Hàng RS100, những phiên bản RS mặt nạ chồng này là những phiên bản các bác chuộng và chọn gần như là top đầu cho những chiếc RS100. 8.800.000 anh em nhá. Một chiếc RS biển 18 sơn nhá, sơn nó vẫn còn. Bà cô đến thích xem xe Quay cô ạ, nó lành. Quay cũng phải chia sẻ với anh em, nó luôn luôn là những sản phẩm cực kỳ thông dụng và phổ thông. Những khách hàng nào cũng thế đều có những cái nhu cầu và sở trường về những dòng quay vì nó lành, tiết kiệm nhiên liệu, nó sử dụng dễ. Chủ yếu là cái giá cả nó cũng phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Có những bác có thể chọn những chiếc quay đời cao hơn, giá cao hơn và có những bác chọn những chiếc rẻ hơn. Đấy. Thì chiếc này em thấy ở phân khúc 8.800.000 dọn dẹp xong xuôi ngon lành hết lên rồi nhá. Thì nó cực kỳ hợp lý. Vâng, anh Nguyễn Đắc Phương ở giá rẻ không có nhiều.
anh quay lại cả đầu bò cho các khách hàng. Novo 6 em không còn anh ạ. Rồi, anh Bùi Quỳnh, 8.800.000 một chiếc GS bản mặt nạ chồng anh em nhé, màu sen, màu xanh. Hàng máy chạm rồi, đầu bò khô ráo cho các bác xem. Vâng. Bây giờ máy thì chạm rồi anh em ạ, được cái đời này thì nhiều anh em thích thôi, dòng dành cho anh em chở hàng mà là hàng 100 rất là bền mọi người nhé. Ngày xưa em bán những cái dòng này màu đỏ đen, vành đúc phanh đĩa thường thì những cái đời này là hầu như thích nhất. Đúng rồi, vành đúc phanh đĩa lên cao lắm. Dưới em thấy các cũ. Bác thích nhất là cái đời mặt nạ chồng. Đúng rồi. Tất nhiên em... nó có bản phanh đĩa thì nó đắt hơn, nhưng mà mặt nạ chồng chạy nó thoát máy, rất thoát máy, nhẹ mà dáng nó cũng gọn như những dòng GS 110 sau này em thấy các anh chị em lại không chuộng bằng những đời này cơ. Đấy. Đời có thể thấp 2007 08 nhưng giá nó luôn luôn ổn định. Bác nào có nhu cầu đi ăn đi làm kiếm tiền về thì hãy chọn cho em mẫu GS. Anh có con nuôi Alpha nào đời 2002 đến 2005 không em? Hiện tại là bên em không còn. Vâng. Anh em nào mới vào cho em xin nút chia sẻ nhá. Em đang căm cái cụ top top ấy mà phát hết mồ hôi mà lại không được. Hiện tại là chắc nó đang có lỗi gì đấy. Bớt không? 8.800.000 dọn dẹp xong xuôi ngon lành rồi. Đấy. Nay em Đức vừa báo dọn mất 500 cơ, nhưng mà em thấy thôi cũng không có gì nhiều, công là chính thôi chứ đồ thay không bỏ. Thì để cho anh em mình 8.800.000 nhá. Ừ. 8.800.000 một chiếc GS. Rồi, đây là một mới chiếc hơn. Xe 2018. Form dáng mới. Bản Goya 110. Đời 2018 hàng này thì đúng là nó đúng đẹp hộ. Rồi, nó mới rồi, nó cũng có cái gì đấy nó rất là thông dụng phổ thông rồi. Nhưng để những bác chơi thật sự Goya thì máy 110 nhiều bác lại còn lăn tăn lấn cấn cơ. Nên là thôi. Bác nào đúng nhu cầu của bác nào thì liên hệ cho em. Chốt sớm nhất đi ạ. Hàng nó còn mộc này, các bác nhìn này. Càng đóng tuần ngày thứ tháng 12 27 mấy ngày cuối năm rồi. Càng này thì có bắn tỉa vị trí đóng khóa, còn mai ơ trục giật này, vành nan này 27 mà, còn zin là cũng là hợp lý thôi. Đúng không ạ? Đấy. Máy cũng nguyên bản luôn nhá. Hàng tem này zin chuẩn 27 này. Các bác xem cái nước nhựa ở phần này có phay tỉa nhẹ này. Đấy rồi. Thế thôi, còn nhựa yếm trong lòng là còn này. Ra máy còn zin này, máy nguyên bản. Hộp chân trống hay là giữa có tỉa nhẹ rồi, hộp xích còn zin, hộp sau vẫn còn, tem zin, chân nan vành bánh vẫn là nguyên bản hết, được chưa? Rồi, biển số xe này là biển 35 Linh Bình anh em nhá, 35B2 37940, đấy 2018. Máy còn zin anh em nhá, những dòng này thì nói thật là nó là hàng quốc dân rồi, dành cho anh em đi ăn đi làm, các xe ôm đều ok ạ. Cực kỳ phù hợp, cực kỳ phù hợp, 11.500.000, các bác thấy có hợp lý không? 2018 lại được màu trắng, có những cái dọn dẹp spa em vừa tư vấn rồi, nhưng nó không đáng, quan trọng nó là gì? Là máy zin, càng khung nguyên bản, không có tai nạn, đây là cái bên em cam kết để các bác có thể yên tâm lấy, cũng vẫn có thể kiếm tiền về được. Đấy, những dòng chạy dịch vụ Grab thu nhập thêm hoàn toàn hợp lý, vì đây là những sản phẩm quay, nó có độ lành, độ an toàn, thêm nữa là nó giữ giá khi các bác sau này bán lại rất hợp lý. Xe quốc dân mà tay nắm vẫn còn zin, các anh em có thể cùng xem với em một lần nữa, hàng tay nắm sau 6-7 năm đúng không? Vẫn còn có những cái độ co ngót nhất định, cái đồ sần thì bấm đều còn. Đấy. Đồ sần này các bác thấy không? Tay nắm hai bên này. Máy nổ suốt trong lúc lai nhá, tay xách zin này. Đấy, máy zin đấm cũng chắc mà, 110 đấm thì miễn chê rồi. Mà có cái tiếng nó lại thực ra lại nhiều các bác lại không sướng, chạy khỏe nhưng mà máy đôi khi các bác yêu máy 100 lại không thích vì nó không thoát máy, không thoáng máy bằng zin hết nhá. Zin hết đây, vỡ mất một chút không đáng gì. Dạ, vì nó là nhựa zin mà, có nhựa hai cánh yếm spa lại thôi. Rồi đấy, những chiếc xe mà bên em mua về và dọn sạch sẽ cho anh em rồi, giá thì cực kỳ là yêu thương đúng không ạ, đời thì 2018, máy thì zin. Đấy, bên em vẫn cam kết bảo hành cho anh em đầy đủ mọi người nhá. Vâng. Những dòng xe bên em vẫn bảo hành cho anh em, nên anh em yên tâm khi mua của xe máy Hoàng Kiên thì mọi người về yên tâm về chất lượng, an ninh, pháp lý ạ. Rồi em mời lên con này đi. Đây, anh em lên click con click đi. 9.600.000 vào luôn giá để các bác có thể tập trung xem. Giá thực ra nó là phù hợp với những chiếc, thứ nhất biển Hà Nội, thứ hai nó là đời chót, đời cuối cùng các bác có thể đếm na này, 2, 4, 6 cái nan vành, gọi là đời 6 nan, nó có bảng tem là lại được lên tem dối. Đấy, đời 6 nan tem dối, nó đây các bác nhìn cái tem dối, đấy là cái ký hiệu đặc trưng của Click đời 2010, chiếc 2010, đời cuối cùng của dòng Click. Rồi, nó là biển 30N90178, 0178.
xe ga của Honda, động cơ 110, hàng chưa được trang bị phun xăng điện tử, nhưng do xe Honda nên về tiêu thụ 78 này, không đáng lo ngại. Có với anh em nào 78 mệnh thổ mệnh hỏa đây này, có sơn đúng lại đời đúng biển luôn. Đấy, mua về cho vợ, cho con, cho người yêu, cho mình đi. Nhỏ dành, mà dành, cái này dành cho các bé đi học, ok được. Các chị các em. Đấy, anh em thì em thấy là rất là ít thì click đúng không ạ? Có thể là các chị em là bị nhất. Đúng rồi. Chạy những chiếc xe click cũng ở vị trí gọi là gần gần thôi. Nó ưu điểm là nó là xe ga, nó dễ sử dụng và nó có những cái để chân để đồ nó rất là tiện cho những chị em nào tay lái yếu hay là đi lại phương tiện đi lại. Tuy nó không có phun xăng điện tử nhưng xe Honda em vẫn nhấn mạnh một lần nữa không tốn kém về mức tiêu hao nhiên liệu, nên các chị em có thể yên tâm sử dụng hàng nó lành, đồ Honda mà nó lành, nó đã là anh không em có FD, có nó càng anh dễ đang sử dụng. Hỏi là Vision hơn chục một tí không, để em kiểm tra là có con Vision nào hơn chục tí không. Có con màu đỏ của chị Dung phía xa xa, chính con đấy của chị đẹp, nó cao thì vẫn là hơn một chục mà. Vâng, hơn một tí thì hiện tại Vision hiện tại đang còn con 16 triệu đấy, đời 2012 anh em nhá, cũng là con của em kia là 17 triệu 500, đời 2014 cơ ạ. Còn ở phân siêu khúc đẹp, phân khúc 11 12 13 các bác có thể sang lấy lít, lấy đúng lít rồi. Lấy lít hoặc click dưới 10 triệu, 9 triệu 600 nghìn các bác có thể sử dụng được rồi. Sau này mình có nhu cầu mình có thể đổi lên Vision theo ý mình muốn được, thì với những phân khúc này đôi triệu là gần như hết giá lỗ, các bác có thể yên tâm xài dài dài ngày không sao, hàng nó hết lỗ. Nhà rồi. Mình đang còn con 2012, bán cho anh em cũng phải bán cho anh em tầm 16 triệu 200, 16 162 gì đấy, đời 2012 nhưng được cái xe rất là chất lượng anh em nhá. Đấy, còn là cái con của em thì 17 triệu 500 cơ, nó 2014, được cái là nó xe em lại thử em đi, thi thoảng một khách hai ưng thì em bán thôi. Thử đi thì mọi người biết là xe là hàng chất lượng rồi mọi người nhá. Còn là nếu anh em muốn mua xe tầm chục hơn chục 12 13 triệu thì anh em có xe biển tỉnh. Hiện tại thì nhà em hết biển tỉnh rồi, hoặc anh em chuyển sang cái dòng xe lít 110 đấy giá, hoặc là sáng nay em bán con Janus 14 triệu đấy ạ, biển 36 biển 36 đời 2017 đấy, mọi người có thể cân đối sang con đấy giúp em 14 triệu đồng thôi. Anh Quang Tuấn có con Win nào không? Có cả Win 100 Hino, có cả Winner, anh hỏi Win nào bên em cũng có anh nhá. Rồi click biển 0178 0178 biển Hà Nội 30N8M9 rồi, cuối cùng rồi. Rồi, bác nào có nhu cầu cùng đến đọc với một mẫu Quay 100, hàng Quay 100 đây. Cho xem xe của em Dung, anh Hưng Thành đã rất nhanh rồi. Vâng, tí nữa anh nhá, chút em sẽ lên ở phía cuối. Quay 100, hàng đầu bò 4 ốc, những chiếc Quay được các bác chọn và săn rất nhiều, hỏi cũng liên tục được không ạ? Rồi. Vâng, hàng máy còn nguyên bản luôn. Có sơn thì có rồi. Sơn ra máy hay là Meyer sau là có phớt tỉa rồi. Vâng. Xích còn, cụt còn, tem cũng quay vẫn còn. Quay 100 anh em ạ. Rồi. Ok. Đây cái Meyer sau này là có gọi là tỉa qua rồi. 13 triệu 500 cho chiếc Quay, được cái biển các bác nhìn thấy biển được không ạ? Rồi. 29986 anh em nhá, biển đẹp không ạ? Anh em nhìn biển đẹp không? 29V5 29986. Dành cho anh em nào thích đi xe Way Alpha, Way A 100 bản đầu bò 4 ốc mọi người nhá. Đấy, em đổ cho anh em nghe luôn. Tay phanh dài, xe đời cuối 15 rồi, hàng tháng 12 2015. Vâng, đôi ra máy thì bật đạn bắn tỉa nha anh em nhá. Xe thì cũng anh em cũng ai rồi. Cũng gọn rồi. Tem mát vẫn còn zin. Mười ba triệu 500, Quay A 100, hàng quan trọng nó là máy zin, khung sườn không có tai nạn, ngập cong vênh, sơn nhựa thì vẫn đều đều, có đồ nhũ là chiếc này đã có những cái nét spa nhất định lại rồi, như là nhũ của Meyer, nhũ của Càng đúng không ạ, hay da máy, được cái hộp xích chưa có spa đấy. Những cái còn là cũng vẫn rất nhiều. Ưu điểm quan trọng nhất đó là máy 100, hàng nhiên liệu bao giờ cũng là tiết kiệm, chạy nó êm, nó thoát máy. Bác nào đã xài rồi chắc là có thể nắm bắt được, đúng không ạ? 13 triệu 500, được biển Hà Nội đuôi 86, rất nhiều cái giá trị, các bác có thể nghe máy lại một lần nữa. Nghe lại xem nó hình như hơi hỏi tiếng bô bô đúng không? Ra chiếc này là chủ cũng đã lùi bô lại rồi, thì nguyên bản đời này của nó là đời tay phanh dài phải là bô vòi cơ.
2016, nhưng đây là bô của 2015. Đấy các bác ạ, đây nó lùi lại một cái cây thân bô, nhưng đều là bô Honda Goshi hết các bác. Có con Simson S51 màu xanh đu đủ nào không em? Ôi ôi giời, em đang có con anh Đinh Thanh ơi. Hay là anh hỏi đèo em. Ok anh Hoàng Gia Long, dung xe 82 của anh nhà em bán chưa anh Nguyễn Văn Lực? Chắc là bán rồi. Xe đấy là xe gì đấy anh? 82 thì lâu anh, lâu rồi, bây giờ không còn nhiều anh ạ. Vâng. Thôi. 82 chỉ còn anh một thử đọc cho em xe cái biển thôi. Anh thử đọc cho em cái biển số xe của anh xem nào còn không đã. Máy rất chất đấy. Đấy, bác nào thích những dòng VA100 cân đối, nghiên cứu thì những sản phẩm này được các bác chọn. Ưu điểm đầu tiên nó là nhạy, chạy nó thoát. Nó rất thoát buồng máy, đầu bò 4 ốc. Vốn dĩ những cái đầu bò này, máy này là của máy Dream Việt Nam đấy ạ. Đấy, cùng kia, sản xuất xe song của song. Chị Vision màu đỏ, tí nó like luôn em ơi. Tí nó cuối like con màu đỏ của chị luôn. Sang quay, nên nó không còn giá trị. Chị lại đổi xe khác. Nhà mình gia đình có điều kiện anh em ạ. Mình bán xe mà mình thích đi xe gì thì mình đi thôi. Anh Hoàng Long, xe không đẹp bằng người à? Anh hỏi về chiếc nào? Con Simson S51 màu xanh đu đủ nào? Có, chị vừa trả lời rồi. Có rồi đúng không? Ừ, có rồi, nhà em đang còn con đấy ạ. Anh em chắc xem nhiều bên em rồi, chắc còn con đấy. Nó đang ế chồng anh em ạ. Con đấy nó đang bị chưa có người yêu. Con đấy đang chưa chờ người. Đang chờ người chờ tán. Đúng người, đúng người. Đang chờ đúng người. Hàng xe đấy thì thật sự là kén khách. Những chiếc Simson bây giờ các anh lấy có phải để chạy đâu. Hầu hết là để kê, để chơi. Nên là phải đúng dành cho những các anh em có thật sự là đam mê thì mới nhu cầu vào những chiếc đấy được ạ. Đúng rồi, những cái dòng đấy thì nó là hàng kiểu hàng độc, hàng cổ ấy. Mình mọi người có thể mua về thi thoảng tặng tí cà phê hoặc mọi người gọi là ngắm một thời. Đấy, em bán ra con đấy cũng cao tiền, không rẻ đâu ạ. Nhưng mà hàng đấy là hàng được, hàng chất lượng. Giá là bán ra là 25 triệu anh em nhé. Mua thì 27 triệu, dọn dẹp thành 29 triệu. Nhưng mà lỗ 4 triệu, còn có 25 triệu thôi. Đấy, hàng Simson ạ. Chút thì em đưa ra cũng được, tí đưa chiếc Simson ra. Rồi, để em kiểm tra Simson. Chị con 82 của anh là 37168 em ơi. Không. Hình như còn. Đuôi 68 á? Ừ, 68 hình như em 68 nhớ. Em chỉ nhớ có đuôi xe biển của anh Sáng thôi. Hình như thế. Vâng. Còn. Nhưng mà kiểm tra thế nào. Anh vừa tên nick là khác nên là không nghĩ. Nhớ đâu anh ấy đặt tên nick khác. Không còn ạ. À. Biển còn khác à? Là 01468 thôi. Ừ, rồi. Không còn anh nhá. Anh. Bán mất rồi anh ạ. Anh phải chúc mừng em nhá. Không anh hoặc chia sẻ cho em xin nút chia sẻ. May là không còn lại, chứ còn lại thì anh không biết đâu anh lại có nhu cầu lấy lại, đúng không? Những chiếc xe cổ nhiều các bác kỷ niệm nhiều hơn là cái sử dụng. Đấy, bác bán rồi bác mới thấy nó là cái gì đấy lại thiếu muốn săn tìm lại, tiếc, đúng không? Thực tế là em đã từng trong nghề gặp một chiếc xe Dream béo thôi, anh ấy bán cho nhà em 24, sau đó anh bảo chuộc lại và em liên hệ với chủ bằng những tin nhắn còn lưu cộng thêm 10 triệu cho chủ sau, không bán. Các anh em đấy, họ mua nhiều khi họ mua ở những kỷ niệm, những cái mà gắn liền với cái ký ức của họ nên họ mua ở cái giá khác hoàn toàn so với giá trị của sản phẩm, đúng không ạ? Rồi tiếp theo hàng này thì thông dụng phổ thông thôi, tháng 10 2022 lốp là zin rồi, hàng chục ốc phanh đĩa còn nguyên bản hết, được không ạ? Zin mà còn dày cơ. Đây lốp ở vị trí này các bác có thể nhìn thấy tuần thứ 38/39/2022 rồi, sơn vẫn là theo xe, các bác có thể nhìn kỹ để thấy được lớp sơn zin đây. Đấy, sinh nhan không có dạng nứt mép yếm, không có xây xước chút gì hết, gầm gáy không có cong vênh xô lệch, đúng không ạ? Tất cả đều chuẩn, từ yên với màu yếm, màu lòng đều là phải chuẩn màu, để chân sau hay là ra máy phần nhũ không có mài bóng, củ lát phải sáng bóng luôn, vành sau rất đẹp, đúng không ạ? Biển Hà Nội nữa, tay sách còn zin, chứ phải zin khá nhiều. Dạ vâng, biển số xe thì 29L5 anh em nhá, Từ Liêm. Đúng rồi. 56210, tay sách vẫn còn zin theo xe anh em ạ. Màu đỏ dành cho chị em mệnh thổ mệnh hỏa cho em. Đấy, đi có 5000 km thôi anh em, nhìn phím bấm, công tắc, rồi là tay cầm, tay phanh, gương cho giúp em. Đấy zin tất, chính vâng. Xác đến thời điểm này không phải nói là gần zin mà phải nói là zin tất. Anh em nhìn độ sần này, sần nâu, đỏ nâu. Đâu sần anh em nhìn. Ủa. Yên áo này, chắc đét luôn mọi người nhá. Đấy, một vòng cho em để anh em nhìn độ rất, cảm nhận. Rất đẹp. Vâng. Quay gần tháng cho 10, em. Tháng 10 2022. Cái vành anh ơi, anh quay cho em cái vành. Nguyên zin hết. Vâng. Cốp, yên, tay sách, gương đều còn theo xe. Các bác nào có nhu cầu sử dụng những chiếc xe lướt thì đây gần như là sản phẩm đạt tiêu chuẩn rồi. Bản này là bản cao cấp nhá, khóa smart key. Hôm nay em nhìn nhầm là khóa thường, nhưng nó là bản khóa thông minh nên nó gọi là bản cao cấp. Giá là 31.500.000, hàng gọi là lướt siêu đẹp. Các bác có thể xem lại một lần nữa cái phần nhũ của cái phần cà vành càng cực em đẹp. Cảm ơn anh Danh Kiều nhá.
Cảm ơn tất cả anh em đang chia sẻ và đang xem livestream. Rất dày này, các bác nhìn nó con nhưng nó 5.000 cây nó phải thế này các bác nhá. Đấy, nó phải thế này nó mới đúng là 5 cây hai vạch đây. Đấy. Ốc trục thì coi như là mốc rồi, càng vành của nó mốc rồi, chưa có tháo gì hết. Đấy, phần sơn thì các bác có thể tóm vài vị trí như những vị trí này, đúng không ạ? Đấy. Ở vị trí này này nó không có một cái xây xước gì cả. Đúng hoặc rồi. Là những cái phần dè, đấy nó có xước một tí, tí tí ở phần đầu mõm này không đáng gì. Hàng đạt tiêu chuẩn xe lướt. Và giá thành cũng phải là giá cho những chiếc xe lướt 5.000 cây anh em ạ, xe có 5.000 cây thôi, màu đỏ đấy, 31.500.000 ạ. Hàng nó là hàng lướt lát rồi. Thôi anh em nó cũng là hàng, nó cũng sát sát với là giá xe mới. Cũng đúng là nó gọi là nó cắn nó hơi nghiêng răng. Nhưng xe mà thôi, lướt, giá cũng lướt. Đúng rồi, dành cho anh em nào ngại đăng ký hoặc anh em biển tỉnh mua cho con đi học trên này, để mọi người có thể tham khảo cho em con này mọi người nhé. 31.500.000 đời 2022, chạy 5.000 cây. Đấy, gương lược các thứ đầy đủ hết. Vẫn cam kết bao zin, bao test chất lượng cho em. 31 năm đúng không? 31.500.000. Rồi. Sơn zin, máy zin. Mọi chi tiết hiện tại đều là zin để cho các bác có thể yên tâm. Từ yên, từ tay sách hay là những cái chi tiết còn lại, các bác có thể thoải mái cân đối để chốt hàng rất đẹp, cả đôi lốp đúng không ạ? À, mới đây. Rồi anh em trên này có đang có nhu cầu mà tìm mua những cái dòng gì, mọi người có thể comment ở đây để hai chị em cùng biết, để em báo với Đức bê mâm lên nhé mọi người nhé. Vâng, có rất nhiều, gần 1.000 đầu xe trong nhà em cơ. Nên là những sản phẩm mà các bác cần bên em chưa cập nhật đưa ra kịp được thì các bác có thể lên cho những lời comment để em được biết, để em rồi anh Nguyễn Văn Lực đang hỏi là anh gì nhỉ, anh vừa gì em không hiểu. Anh Tuấn Thành có cô nào ế về với anh nuôi được? Bên em chỉ có các anh thôi, rất nhiều. Nên là các anh em nào có cô ấy nào ấy lại giới thiệu ngược lại cho bên em. Anh em nào mà có tí gọi là hi-fi thì em giới thiệu ông anh em cho. Có ông cô anh nào nhà thì giới thiệu bên em rất nhiều. Không, các anh ấy. Đang có ông anh em nào trên này, có anh em nào hi-fi. Hi-fi phải đi đúng với hi-fi nhà thì mình đấy. Toàn một file. Không, file mạnh mà. Anh này anh ấy đấy. Anh ấy bên nào anh ấy cũng có thể ok. Đúng không? Thi thoảng ở bên này chán đổi sang vai bên kia. Rồi, sai anh ông anh em có ông anh dai. Một tâm hồn đóng hai rất là vâng. Đang có ông anh nên đang ông nào mà hai file thì anh em phục vụ được. Anh Hoàng Điệp ở rồi. Cao to đẹp dai. Không, chỉ dung bên em là sợ chưa. Ế đâu mà ế, ai ế, anh buồn cười, giờ này thì có thử ế. Gái bây giờ có giá trị lắm anh em nhé, không ế đâu. Rồi tiếp theo anh em nhé, một chiếc Winner bản V1 anh em nhé. Màu cam, cam đen. 2017-18 là sản xuất, đúng rồi, 2017-18. Ô là có độ, đổ hơi to. Em là zin nguyên bản, bán càng đều ok hết. Hàng động cơ 150 bản Win, ưu điểm 6 số các bác ơi, tin được không, 6 số. Nhược điểm chắc là biển hơi xa so với các anh em quanh đây. Có anh Trần bô anh đây Trần. Các bác nghe tiếng bô này. Bô này thì không đáng lo ngại, nó không phải bô móc bô bục mà nó chỉ là tạo tiếng ấm hơn, đầm ầm trầm hơn thôi. Đúng ạ. Đấy. Đồ tem zin. Winner máy 150, hàng côn tay 6 số, tem zin. Được trang bị là hàng có FI phun xăng điện tử. V1 anh em nhé, hàng V1 đấy ạ, Winner V1 đời đầu tiên. Đấy, dành cho anh em là con này biển 50. Rồi, biển xa. Giá thì hợp tình hợp lý cho anh em thôi mọi người nhá. Đời 2017 ạ, màu cam đen. Đấy, những cái dòng này thì 13.500.000, đã thế thì cho nó cạnh tranh với chiếc Quay đi. 13.500.000. Rẻ quá mọi người. Bây giờ các bác mua 13.500.000 thì chắc là mua Quay S. Đúng không ạ? Quay A như vừa rồi thì 2016. Đây là 2017, vậy là rõ ràng giữa chiếc VA và chiếc Winner lại rẻ hơn. 13.500.000 được xe 2017. Hàng 6 số côn tay. Bốc, chạy đường trường, chạy phượt, đi xa. Rất phù hợp. Đấy, bác nào mà chạy dịch vụ em cũng ủng hộ. Nhưng mà ngành nghề lên dùng cả hai tay lái xe, đỡ phải không phải lai chằng hàng đằng sau ấy ạ, thì nên dùng những sản phẩm này. Vì những chiếc này nó xuống cấp rất chậm, rất chậm, vì khung sườn của họ thiết kế ở phân khúc sông dung tích xi lanh 150 nó rất chắc và rất cứng cáp. Nhược điểm thì hàng Winner này có một cái hình hài dáng dấp được các bạn trẻ hay chê, nó có thể là nó hơi thiếu đẳng cấp một chút. Đấy là cái V1 bị nhược điểm được. Có thể nó gầy gò miếu chẳng hạn, đúng không, rong rỏng chẳng hạn. Đấy là một số những cái nhược điểm. Chiếc này thì biển 50, biển xa một chút, nhưng mà bù lại là có 13.500.000.
các anh chị nào có trải nghiệm, có cần trải nghiệm, cần thử một chút những cái dòng xe côn thì đây là sản phẩm em thấy rất hợp lý. 13.500.000 các bác đã sử dụng hẳn được những bảng 6 số rồi. Bằng một chiếc xe Way anh em rồi. Ạ, giá cực kỳ là yêu thương một chiếc xe Way. Đấy mà lại nói mình lại được sở hữu một chiếc con tay đời 2017. Dòng này là ngày xưa mới ra là anh em cũng rất là hot hit đấy ạ. Mà thôi bây giờ nó lỗi mốt dành cho cái form dáng đời mới thiết kế, là nó là lỗi thiết mốt. Nó thế còn ví dụ như anh em nào chưa trải nghiệm, mọi người có thể trải nghiệm sang xe này rất một lần. Rất nhiều các anh chị em có nhu cầu đam mê xe côn nhưng cũng là vì trải nghiệm nên nhiều các bác sử dụng một chiếc xe mới, sau khi sử dụng xe mới mà các bác thanh lý trải nghiệm đấy thì cái giá trả giá cho việc trải nghiệm rất đắt, đâu đó hàng tiền chục trở lên. Nhưng khi các bác sử dụng những chiếc xe cũ cũng là những chiếc xe côn đảm bảo vẫn chạy, vẫn đạt chất lượng, thoải mái cho các bác di chuyển, mà mai sau các bác có gọi là từ bỏ trải nghiệm nó cũng rất là rẻ, đôi 3 triệu ở những phân khúc 13.500.000 này thì nói thật với các bác làm sao dưới 10 được, đúng không ạ? Nên là cứ chơi chán bán lại. Bên em hoàn toàn ủng hộ cho các khách hàng có nhu cầu lên đời hay thay đổi sở thích. Em nghĩ là con này thì cũng không ở lâu đâu, tại vì những cái dòng xe này giá tiền và giá thành nó hợp lý. Rất là nhiều anh chị em cần mua với giá thành, quan trọng là cái giá thành. 13.500.000 mà, đúng không ạ? Chất lượng thì bên em vẫn là ok, vẫn là cam kết rồi. À? Không có tai nạn hay là gập khung gãy càng hay là bất cứ chi tiết gì mà làm nên cho các bác phải lăn tăn lấn cấn đâu. Các bác nhìn qua các ốc trục, các càng, đúng không ạ? Các sơn. Đã đi 55 triệu còn không bán anh nhỉ? Bán rồi. Đã bán rồi. Chiều hôm nay anh nhá, chị nhá. Hàng đã được khách đặt cọc. Anh Nguyễn Thanh Chiến mua bán dưới nghĩa là cả. Cảm ơn anh Nguyễn Thanh Chiến rất là vâng, nhiều. Anh Đỗ Ba Chí. AB2019 khoảng 30 triệu. 30 triệu còn AB2019. Em vâng. Còn đấy anh ạ. Hiện tại em đang liên hệ chốt một chiếc 2019 biển Hà Nội đang từ Sơn La xuống. Anh ấy có em vợ ở Hà Nội nhưng lại mang lên cho anh ấy đi nhưng anh không dùng nên anh bán lại. Đấy, anh em nào có nhu cầu màu đen sân thì chắc là sáng mai em sẽ nhận kịp được, cũng ở phân khúc 30 thôi. Con hàng đẹp lắm. Tazin 55 triệu con đấy đẹp, con đấy xứng đáng. Đấy, vâng. Anh em mà đã chốt thế rất là nhanh vì những cái dòng Dream bây giờ tầm này là không có nhiều đâu ạ. Bọn em mua cũng rất là chất lọc. Tầm mười mấy hoặc 20 thì bây giờ em lại đang rất nhiều trong nhà, xếp sáng còn bảo cập nhật gần 10 chiếc rồi. Ở những phân khúc rẻ nhiều khi các anh em mua gọi là đi ăn đi làm thì còn dễ bán, chứ còn những anh em mua đi chơi đi kê đi kiểu mà những anh em tìm hiểu cũng bớt chút thời gian xem like trên này nhiều thì lại em thấy lại ít sử dụng những cái Dream ở phân khúc đấy. Nhưng đúng mà nhiều mà nhiều anh em, em thấy rất là nhiều anh em tìm mua những xe phân khúc cao tiền ấy ạ. Cao rất là nhiều rất anh em được nhiều anh em ủng hộ. Mua những xe đang tìm mua những xe tầm Dream thái tầm trăm trên trăm. Đấy 70-80 triệu rất là nhiều anh em tìm mua đấy ạ. Nhưng mà hiện tại là bên Hoàng Kiên thì cũng rất là muốn mua những cái dòng xe đấy nhưng mà hiện tại là không có nhiều anh em nhé. Nên anh em nào nếu bên em mà có những dòng xe đấy mà anh em đang ưng rồi thì mọi người có thể chốt luôn giúp em. Đấy, nhiều khi không đỡ, quan trọng là mình ưng mắt, ưng ý và ưng tiền của mình ạ. Và những cái dòng xe mà em đang giới thiệu này thì cũng có rất là nhiều anh em quan tâm. Nhưng mà về cái độ hot thì nó sẽ không hot bằng. Đấy. Phổ thông, ra thường xuyên và vẫn liên tục phục vụ các anh em. Đấy. Rồi, một chiếc X-Size 150 màu xanh. Rất hay, vâng, có một chiếc Winner vừa ra mắt thì bên cạnh là một mẫu X-Size. Các bác có thể cân đối giữa hai dòng hay gọi là sự cạnh tranh, hai chiếc cạnh tranh song song từ những năm 2015. Đấy, chiếc này thì lại có 5 số thôi, cũng động cơ 150, biển tỉnh như chiếc vừa rồi nhưng lại được trang bị có 5 số, hàng côn tay form dáng đẹp hơn mọi người nhá. Nhưng nó có tên tuổi hơn, nó có thương hiệu hơn và form dáng thì đúng ơi, là đẹp hơn thật. Tức ơi, bảo xử lý con này nhá, bảo cái đuôi cái mắt cái ấy này. EX 20 biển 21. 21E13-1602 đời 2017, dạ vâng, cũng 2017. Giá là 18 triệu, đắt hơn Winner là đúng, nhưng nó đẳng cấp hơn Winner là rõ ràng. Các bác có trải nghiệm Exciter từ những năm 2008 thì được Exciter vẫn gọi là những chiếc xe ông hoàng của cái dòng xe côn thông dụng nhá. Em nói xe côn thông dụng phổ thông thì cái độ đặc trưng đặc thù từ thiết kế hình thức mẫu mã cho đến côn số, dòng Exciter luôn luôn được các bạn trẻ ưa thích và chuộng. Tiếng máy cũng nghe đã thích rồi, các bác công nhận không? Đấy. Mặc dù chạy lâu thì cái nồi côn dòng này nó kịch cũng rất đặc thù trưng và đặc thù. Đấy. Nhưng mà 2017 như thế này các bác có thể xem từ cái lớp tem này cũng còn tem này. Đấy. Sơn này vẫn còn những nét 150. Rất là đẹp và đều. Vâng, 150, 18 triệu. Đời 2017. Anh Tuấn Kiệt kia cũng thích quả lô quả đề. Hôm nọ em về em thấy mới thấy mọi người nói là em là mơ 96 nó về 69 thì chứng tỏ là cũng
hàng hàng chuẩn đúng không anh nhỉ? Rồi 2017 mọi người nhá, XI 150 bản côn tay Yamaha, bản GB trắng xanh. À sorry, em bản màu xanh, xanh nhiều hơn, xanh đậm nhiều hơn. Đúng rồi, 2018 biển Yên Bái, giá là màu trắng xanh. Ừ. 2017 sorry, 18 triệu em đọc lộn. 2017 18 triệu chứ không phải 2018. 20 mơ mộng gì anh ạ. Hàng tem này, đồ này, các bác nhìn này. Những các bác trẻ, những anh em mà có nhu cầu đi phượt thủ, những anh em chạy trải nghiệm côn thì Exciter cũng không cần giới thiệu nhiều, đúng không? Nó là những chiếc huyền thoại. Để cho anh em nhìn và cảm nhận cái độ nó gọi là hàng nó còn tươi nhá anh em nhá. Đây tay khác thì có bán tỉa rồi. Này đấy anh em, để nó bị rỉ là do mọi người để cái khăn mặt ướt. Để lên đây thì nó thường cái này nó hay bị rỉ, em cũng thế á. Thế mà lâu rồi em thay được, các bác có thể thanh lý thay cái nắp bình xăng này, nó cũng rất đơn giản. Rồi. Đáng gì cả đúng không? Tổng quan cái xe đơn giản, đó là những cái động cơ như là máy là nguyên zin, hàng sơn tem là còn. Đấy những cái đồ nhũ như tay sách thì có sờ ba lại không tránh được. Ồ ra máy. Cái này thụt sau hơi lỗi rồi. Rồi, xử lý luôn em ơi. Thụt sau và cái xi nhan phụ nhá. Đấy báo các bạn kỹ thuật xử lý. Ừ, báo xử lý luôn không? Đây, các bạn có thể xem. Không mút lên được. Phía trước thì ok. Dáng dấp rất thể thao đúng không ạ? Hàng côn tay. Những chiếc này thì huyền thoại rồi, 135 kể cả những chiếc 2007 rất nhiều các bác săn lùng tìm trên thị trường. Chị thích đi côn tay lắm. Thích côn tay. Em rất là thích đi côn tay. Chị có thể đổi qua những chiếc xe côn thay vì côn tay. Đấy. Cá tính, rất cá tính. Đi ô tô ngồi rung say nên cả sau là chị có thể làm chiếc xe máy lên trên đồng văn mèo vạc thoải mái đúng không ạ? Đi những cái dòng côn tay là rất là khoái. Đó, con này những dòng này chạy hay mà. Rồi tiếp theo anh em nhá, một chiếc xe quay lại do anh đi ăn đi làm, xong là lên mấy con Blade đi. Vâng, lên. Hôm nay cũng có con Blade nào nhỉ? Quay hôm nay khá nhiều đúng không ạ? Quay 110 hay là 100 em đều có hết. Đấy, tiếp tục lại là quay những chiếc 2017 tiếp theo. Hàng cũng là nhìn nó đều, nó đanh, nó rắn, các bác có thể xem qua này. Đấy, những cái nước sơn zin chấm chấm. Để thấy được cái nước sơn zin vẫn còn, tay nắm vẫn nguyên bản theo xe. Đây, anh có thể quay một vòng. Vâng, dòng này nó là dọc quốc dân mọi người nhá. Đấy, ví dụ như em đang nói là dành cho các anh em được, các chị em được, các cháu đi học đều được ạ. Rất là thông dụng, dành cho tất cả các anh em đều ok. Vì nó đi, nó là hàng gọi là quăng quật, thoải mái luôn. Màu đỏ, màu trắng. Trắng, 2017. Trắng rõ ràng bảo thành đỏ. 2017 anh em rồi, ạ. Hàng máy zin giá 13 triệu thôi. Ok, nhà văn phối hàng linh ạ. Giá mới để anh em có thể cân đối. 13 triệu cho một chiếc 2017. Máy zin, sơn si vẫn còn đều và rất cứng cáp, đẹp. Động cơ 110. Biển Hà Nội anh em nhé, biển 29T168936. Đọc phải cân não tay anh nắm. Em phải cân não để em đọc không thì lại bị nhầm. Bây giờ đi đoạn đọc biển là phải có giám sát kèm theo. 2017 mọi người nhé, 13 triệu đồng. Rồi. Đấy, anh em nào quan tâm giá chiếc xe quay. Này ở cái ngưỡng 13 các bác ạ, sử dụng rất nhiều những sản phẩm đúng không ạ? Đúng. Nhiều bác hay hỏi em tầm quay dưới thì em thích hoặc tầm 10, các bác em rất khuyến khích các bác cố lên một chút, 2-3 triệu để sử dụng hẳn được những các cái động cơ. Thứ nhất, hàng nó nguyên bản máy móc đúng không? Sơn thi có tỉa nhưng nó không đáng, càng không còn nguyên hết nội chất. Và đặc biệt là đời, có thể chọn được những chiếc đời mới như 2016 của máy 100 hay là những chiếc 2017 của máy 110 này. Giá đều ở phân khúc 13 triệu và 13 năm. Nếu em có like thì các bác hoàn toàn có thể lựa chọn, chỉ cần thêm một chút để cho nó hợp với cái chất lượng xe. Kinh tế có thể hơi đuối nhưng cố các bạn lấy được xong mình có thể yên tâm mình xài một thời gian không phải lo nghĩ gì. Từ cái lốp các bác có công nhận không? Đây nó vẫn còn những cái dày dặn, đấy, nan đồ hay hộp xích, tem nó còn zin. Thì nó đều, nó rắn, nó đanh xe. Lấy rẻ hơn đôi triệu, 3 triệu nhưng chất lượng và đời nó lùi tận 5 năm đến 7 năm, rất lãng phí. Các bác cố lên nếu là chỉ là gọi là lấy để sử dụng dịch vụ. Anh có anh ở đây rồi, có anh ở đây rồi à? Nhà mình có quay 50. Quay 50 hiện tại nhà em đang không còn, những dòng xe ga thì cũng em còn. Cũng rất mong muốn các bác có những chiếc quay. Cũng đã từng để lên giám đốc để có những cái chú tâm săn lùng những sản phẩm quay 50cc.
vì sắp tới chắc chắn rồi, giai đoạn sắp tới giai cháy đoạn vàng cho những dòng xe 50cc. Thậm chí có những giai đoạn, có những giai đoạn bên Hoàng Thủy Kiên hoặc một số các cửa hàng em nắm bắt được, ở những mùa này gần như có thể gọi là tồn tại hoặc là duy trì nhờ những chiếc xe 50cc. Nói chung Way thì gần như là nó là hàng hot nhất đấy, Elegant Galaxy cháy khét lẹt đấy, vì các bạn học sinh đi học đúng không ạ, năm học sinh đi học rất chạy rất cháy. Vâng, nên là bác nào có nhu cầu bán hãy bán cho em sớm nhất, em đang cần, rất cần ạ. Anh Việt Săn PB Hà Linh rất thích hai bạn này like. Ôi, em cảm ơn anh nhá, anh chia sẻ cho em cái. Vâng. Dạ vâng, một chiếc xe Ablet mọi người nhá, màu đấy, đen dành cho anh em, con này thì 5 nan thôi. Đúng rồi. Con này nhà em còn nhiều lắm đấy, nhưng mà thực ra vẫn phải nhắc lại các bạn kỹ thuật cứ hay bố trí những sản phẩm này nó lệch tầng. Nên các bạn ấy cứ cho lên các cái tầng trên, thành ra ở dưới nhìn cứ như tưởng hết nhưng mà không giấu. Còn tới hơn 10 chiếc xe là dòng một mắt này ở trên tầng 4 bên Hoàng 62 Hoàng Kiên nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Đấy. Like có thể không hết ở đâu nhưng mà các bác cần em vẫn gửi đủ màu, có cả màu đỏ luôn. Vâng. Hàng thì thôi những chiếc này theo năm tháng lâu năm rồi. Cũng gọi là có những cái vết sơn, những cái dọn dẹp nhất định không thể tránh được. Rồi, đời 2010 mọi người nhá, con này 29H186941 ạ. Nó là hàng gọi là dọn rồi, sạch sẽ rồi. Rồi, máy còn nguyên nhá, hàng máy vẫn zin nguyên bản, to gong 29H1. Ừ. 2010 bản 5 nan, chưa lên nẹp mạng inox anh em nhé, chưa được lên nẹp mạng inox. Nẹp mạng inox nó là dây 6 nan rồi. Đấy, dành cho anh em quay trắng 12.500.000 nhé, 13.500.000 mà nhỉ. Dạ. 13 triệu, em đọc like là 13 triệu. Anh ấy hỏi 12.5 nhưng mà không bớt được 500 anh ạ, thông cảm, chỉ bớt được một chút thôi. Ôi, chiếc này thì là 15.500.000 đấy, xe ga. Được rồi, tí nữa cho xe của chị lên nhé. Cũng không đắt tí nào, 15.500.000 mà lại máy zin. Đấy. Nhược điểm thì em giải thích một lần nữa rồi, những chiếc này nó do 5 tháng lâu năm nên cái việc xước ấy là có, nên quá trình sơn lại là cũng có luôn, các bác nhìn rất nhanh này. Ở vị trí này nó đang tà vẹt này. Đấy, nhưng bản ok anh Hương Thành nhá, chờ em một xíu ạ. Nhưng nó tà vẹt, có nghĩa nó bị xước rồi xong sơn qua. Đấy. Sơn lên tem mới. Đấy. Em xịn luôn. Em xịn các bạn, tem xịn. À, sơn tem mới này. Tem xịn này. Rồi. Ra máy có bắn lại. Rồi, không tránh được. Vâng. Bắt buộc nước sơn rồi. Bên ngoài hình thức gọi là chảy ra chóc quẩy là có rồi, có sơn xi dọn dẹp là có rồi. Ưu điểm là máy zin, giá là 15.5, biển Hà Nội. Những bác nào đang đam mê những dòng LED một mắt này thì cân đối, những dòng này nó có giá trị anh từ Tùng chất Nguyễn. Lượng cho nên em có Ablet 2019 em có đấy ạ. Vâng. Mà nước bê mâm thì anh báo nhân viên gửi cho nhá, hình như em còn con màu đỏ thì phải. Và màu đen sần em sẽ có, mới như gần sắp về để phục vụ các anh nên các vâng. Ảnh liên tục những xe mới để các anh có thể cân đối. Zip anh em nhá, zip màu đỏ, zip anh kia anh bảo là zip cũng cơn, dành cho các chị em váy cộc. 217, nó lại phù hợp, nó dùng từ nhẹ nhỏ, anh nhỉ, anh chết thụt sau rồi, à, cả thụt sau nữa. Rồi, 2017, dòng này thì ưu điểm qua hay nhất, đó là nó nhỏ nhắn, gọn gàng cho các chị em mignon, xinh ngồi, mà nó vẫn tôn được dáng. Ai test? Rồi, thụt sau là phải thay rồi. Đi luôn vào. Không... Đợi Đức đến để anh em xử lý nha. Còn lại về tổng quan thì một chiếc Jeep đỏ 2017. Màu sắc thì do những cái gọi là thời tiết Việt Nam không tránh được. Những chiếc đỏ. Xe này thì thường anh em xe này là anh em để ngoài rời nhiều này, tại đấy, vì nó bạc màu nhiều bạc hơn. Màu. Đấy. Bình thường nó phải đỏ chót cơ mọi người ạ. Đây nó là sơn zin mọi người có, nhá. Có bay màu rồi, sơn zin có bay màu, chính xác. Đấy. Còn lại máy là máy nguyên zin, đời là đời cao 2017. Biển là 29T1. 29T169433. Rồi. Giá là 10.500.000. Bảo sao giá hợp lý, 27 các bác ạ, còn 10.500.000 thôi, cạnh tranh với những chiếc 23, 14 ở trong nhà em thôi. Đấy. Nhược điểm là màu hơi bay nhưng mà lại được cạnh sơn zin. Đây các bác có thể xem này, 2017 này, sơn này, tem này đều nguyên bản hết. Nên khả năng cái màu này các bác
nào mà ưa sơn zin thì thích thôi, bác nào ưa sơn đẹp thì em thấy nó có hợp như xử lý ngay khẩu trương chị Dung lần sau là chị Dung cho em phạt. Vâng, biển số 29T1 anh em nhé, 69433 2017. Đúng rồi. Sơn vẫn còn zin mọi người ạ. Đúng sơn zin. Đồ rất đẹp luôn nhé. Hàng rất, nói chung là vừa tầm tiền, xe hơi vừa tầm tiền nhưng mà hàng nó đều, nó rắn, nó rất tanh xe. Còn lại do những cái năm tháng thì không thể tránh được. Các bác cần đẹp các bác có thể sơn hẳn lại màu mới. Nhưng quá trình sơn lại thì những các cái tem, những các cái kẽ nó sẽ xấu, nó sẽ gọi là nó không được như nước sơn zin được. Đấy, cái nước sơn lại nó không thể đảm bảo được như nước sơn zin. 10.500.000. Rồi, 10.500.000 2017 nhé mọi người nhá, màu đỏ. Đấy. Em sẽ xử lý cái thụt luôn ạ, chứ không phải ấy nói con Vision này. Anh Tùng Nguyễn giá 2019. 2019 bây giờ thì như chiếc đỏ trong nhà em thì giá cũ phải tầm 33 34. Chính xác là 34 triệu bên em mới xuất được, vì trước đây mua cũng không rẻ. Con đấy thì đẹp rồi. Hàng đấy là bên em là con 2019 màu đỏ đấy là hàng xuất sắc luôn. Giá thành thì nhưng mà giá mới phải báo cáo với anh là 30 là anh lấy được, khẳng định với anh luôn, 30 là anh lấy được chiếc Jensen. Em sẽ cố gắng anh lấy em cứ bảo với lại các bạn nhân viên đi, các bạn nhân viên để gửi hình ảnh cụ thể con đấy, nếu mà anh em mà thiện chí bên em có thể hỗ trợ. Vâng. Giá thành cân đối. Tại vì con đấy nó đẹp, nó xuất sắc thì đương nhiên là giá thành nó sẽ cao hơn bình thường rồi. Vâng, một chiếc xe Vision nha anh em nhá, màu đen sần. 2023. 2023 đấy ạ. Lốp zin của bác nhìn đầy chưa? Hai vạch này. Một đấy. Càng ốc trục này. Thông số thì miễn chê rồi. Rồi. Cây sai con 7.000 cây, 9.000 cây ấy. Em không nhớ lắm nhưng mà con đấy rất là đẹp. Tay nắm, tay phanh này. Còn nguyên bản gương này các bác nhìn tra xước cái gì luôn, đúng không ạ? Đây, viền này. Rồi. Quá đẹp, chân để chân hay chân trống này. Rồi, một chiếc Vision màu đen sần ạ. Hàng lướt, vâng, chiếc hàng lướt. Anh em nhìn củ vải, củ láp này, mọi người nhìn không đẹp chê không? Gì. Tí nữa lăn tăn mỗi giá thôi, cái hàng này. Quá. Biển biển 14 Quảng Ninh. Chị em 14 nha anh em nhá, 14A14209. Hàng định danh rồi ạ, 2023 đăng ký lên 2024 rồi. Tháng 3 2024. Vâng. Rồi, rượu nhạt bán ẩn 34 triệu. 1.600 cây. Có nhu cầu cần những chiếc xe lướt hay những bác đúng ở Quảng Ninh quê mình, hãy đưa em nó trở lại với đúng quê hương. Giá thành thì phải dành cho những bác có em quan có tâm và nhu cầu với Hồng chiếc Bang xe nhá. Lướt. Anh quay lại cái Yên thì thấy được trắng phau, đúng không ạ? Vâng. Yên này chưa một tí vết, tay sách nguyên bản, đồ sần không có lỗi lầm gì hết. Nói chung dành cho những bác có quan tâm đến xe lướt. Những chiếc gọi là đơn vị chạy để em xem nào. 1.600 cây, chưa hết đốt ra. Bác thấy. Ok. Đấy, đầu tư mỗi cái công tác tắt đèn, gọi là công tác 3 nút giờ tắt đèn. 150k mỗi công tác đấy thôi, còn chả có thay thế hoặc thêm thắt cái gì. Đầu tư thêm để tốt, để đỡ phải đèn sáng suốt. 1.600 cây anh em ạ, 1.600 km, bản đăng ký lên tận 2024 rồi. Năm sản xuất thì 2023 cho em mọi người nhá, màu đen sần. Đấy anh em nào quan tâm cho em một con này. Đây xem đi đi ạ. Xem đi anh em nào quan tâm mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số hotline bên em bán ra 17.500.000. Em để ở ngoài trời, hay em để ở trong mặt đường nó hơi bẩn thôi. Đấy anh em quay trên một vòng. 2014 mọi người nhá. Hàng đẹp. Hàng đẹp đấy, hàng xuất sắc luôn đấy, chứ không phải không đâu. Nước sơn đây, rất đanh. Sơn thì đanh luôn. Sơn nó đanh, nó rắn. Đồ nhũ nó rất sáng, nó cân xe. Vâng. Anh em mà quan tâm thì dòng này cho đây xe của em đây này, em mũ nghĩ của em đây này. Đây. Dành cho những bác nào có tìm hiểu thích về những dòng Vision, thứ nhất giá tiền hợp lý, thứ hai là mẫu Vision đời đầu, cái gì ở Việt Nam Honda em thấy đời đầu lại được chuộng nhiều nhất, máy hay lắm, máy ngon lắm đấy, kể cả các bác cứ tìm hiểu Jim hay là Way hay là những dòng thông dụng của Honda đời đầu vẫn có những cái nét được các bác chưa quá cả thôi chơi xe tìm hiểu nhiều nhất. 2014 anh em nhé, anh em nhìn phí mộ em đây, Jim hết đấy ạ, tất cả những này là bên em mua xe để em đi thì là Jim. Thế em cứ mua thì anh em nó thích anh thì em Tùng lại Nguyễn hỏi là xe nào anh Tùng Nguyễn, xe này hay là xe nào ạ? Đi bao vạn rồi shop. Con nào? Con anh ấy Vân anh Minh là con ấy. Hỏi xe cô thì xe chị đây anh nhá. Đây. Anh em có nhu cầu 17.500.000 anh em nhá, một chiếc 2014 màu đỏ dành cho chị em anh em mệnh thổ mệnh hỏa.
con em đã đi máy êm lắm, máy ngon lành lắm. Đấy, dòng Vision đời đầu bao giờ cũng thế, máy nó luôn luôn được các khách hàng tin dùng và tín nhiệm rất cao vì nó có độ đanh, độ rắn, độ chắc hơn những máy về sau, không có giảm được những tiếng côn nồi ở những đời sau. Đấy. Hình hài thì có thể nó thua, ở những con dáng bắt kịp theo thời đại thì nó có thể là lạc hậu một chút, nhưng bù lại chất lượng máy móc luôn luôn được đánh giá là máy tốt, thì không chê chắc chắn. Nó thật, đúng rồi, máy thì nó bản máy thân chiếc này cũng là máy zin rồi, máy thì là mà. Trong nghề chọn xe đi thì các anh em nếu có thật sự có quan tâm nhu cầu hãy liên hệ. Vâng, anh em cứ liên hệ trực tiếp lúc số. Anh em hỏi thì chị lên đấy. Vâng, số là định bán đấy, em hỏi mấy lần bán đâu, hôm nay anh em hỏi nhiều chị dắt ra luôn đấy. Vâng, thực ra là em đi nhiều khi là muốn mua con chạy dài dài, nhưng thôi anh em nào mà thích những cái dòng xe vừa tiền, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số hotline các bạn, nhân viên các bạn gửi hình ảnh cụ thể cho mọi người nhé. Em bán ra cái giá là 17.500.000. Hàng đẹp ấy, hàng tuyển chính chủ ấy, hàng tuyển tròn ấy. Quân Nguyễn bán cả chủ. Thôi, để lại để em còn có người like cùng. Chị nghỉ em lại hết người like cùng. Đấy thôi, mà em nghỉ là anh em nhớ phết đấy. Vì không có người like cùng mà không lên đây là tếu táo với anh em được. Đấy. Đúng không ạ? 17.500.000, anh em nào quan tâm thì mọi người cứ thể liên hệ trực tiếp với số hotline bên em mọi người nhé. Vâng. Xe đấy em cam kết với anh em chất lượng không phải bàn luôn. Đúng, em rồi. Đã đi rồi là không phải bàn luôn. Dạ. Vâng, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Hiện tại là em xin phép xuống live. Chúc anh em một buổi tối luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tràn ngập yêu thương. Anh em quan tâm những cái dòng xe gì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số hotline bên em, hoặc mọi người đang muốn bán thì anh em cứ gửi hình ảnh cụ thể bên em, chụp tất cả chi tiết những chỗ xấu nhất, chỗ đẹp nhất bên em sẽ anh Hoàng Kiên anh ấy sẽ là người mà xem xe và đưa anh ra, em cái đưa giá, ra cái giá chính xác nhất. Ok nhất. Dạ. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Biết ơn tất cả chị em đang quan tâm và theo dõi Hoàng Kiên. Chào mọi người nhá. Chào mọi người.